Con thì cao thấp như thế nào cũng được hết, nhưng mà phải đẹp trai, phải sạch sẽ, và quan trọng là phải thơm. Đàn ông giờ chắc ở dơ lắm sao? Sao nó mong cầu vậy? Mong cầu lạ vậy đó. Bây giờ cái sự đầu tiên và quan trọng nhất em cần là người đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con. Cái thứ hai nữa là người đó không có hút thuốc. Cái thứ ba nữa là người đó không có được gia trưởng. Bây giờ em là em nói em tên là Chu Hùng hả? Em là Trương Hùng ạ. Em hai tên, giấy khai sinh của em á Trương Như Trong, sinh năm 1986, nhưng tên của em là Trường Hùng, sinh năm 85. Trường Hùng hả? Dạ, vâng. Bây giờ mình mong muốn có một mối tình như thế nào? Mỗi người mong muốn của em thì thật ra nó không có mong muốn gì cả. Thì chẳng qua là hai người nhìn nhau cảm thấy có cảm giác. Đúng rồi, cảm xúc nó quan trọng ha. Thầy ơi, vậy thầy có điều gì mà không thích ở phụ nữ không? Chắc là em phải xem là cái mức độ mà nó nghiêm trọng đến mức nào. Tức là ví dụ như là cái sở thích hoặc là một cái điều gì đó mà nó không hay từ cô ấy mà nó ảnh hưởng tới người khác thì lúc đó mới xem xét. Dạ. Chứ còn những đức tính hoặc là những cá tính gì đó của bạn ấy thì mình đáng được tôn trọng.